Yo, what's up guys, mình là Our Channel đây. Kỳ trước mình đã review con đầu tiên Yu-Gi-Oh này rồi. Và hôm nay mình sẽ mở hộp con Yu-Gi-Oh Storm Eagle cho các bạn xem. Đây có thể nói là kỳ phùng địch thủ trong phần 1 nha các bạn, giữa Lý Phi và Michael. Nếu mà cách đọc thì của nó là Michael thì nó cũng đúng ha. Còn đây là Leon, nhưng nó sẽ theo cái tên Hán Lý Phi, chữ Lý và chữ Phi. Còn đây là Michael. Và mình mua bên Indo nên là sẽ có cái tem như thế này, và tem Toy Studio, và cái tem SNI, và cũng như cảnh báo là dành riêng cho thị trường Indonesia đó các bạn. Chứ thực ra thì nguyên hộp này là phiên bản quốc tế nên không có gì khác biệt. Đây, các bạn thấy Yu-Gi-Oh Storm Eagle chúng ta. Mình kể lại chuyện hồi xưa cách đây 10 năm trước chút. Hồi đó ad không có kinh phí để mua hai con này. Mà có một lần một chỗ là, mình tôi nhớ không nhầm là giá gốc của một trong hai con này với giá 249.000. Nhưng mà ghé một siêu thị Phú Lâm á thì nó bán 289, tức là 290.000. Mà trong khi con này thì nó rẻ hơn xíu. Không biết có phải là con này nó hot quá hay không cho nên là nó mắc. Mà riêng con này thì nó rẻ, vẫn là giá 250. Và đó là một câu chuyện sai lầm của mình nữa, là hồi tháng 7 năm 11 á, 2011, tính mua con Fire Thunder này mà tự nhiên đi mua con Fire Thunder S, nhìn nó sâu xa với các bạn ạ. Ủa. Và cho tới bây giờ ad mới có được bộ đôi kỳ phùng địch thủ nó như thế này. Mà phiên bản này nó có 3 mẫu nha, một mẫu của Fire Thunder và hai mẫu của Michael Storm Eagle và Speedlit Eagle. Cái Yu-Gi-Oh mà có hình con đại bàng mạ bạc á các bạn. Đây, hai cái hộp y chang mà rất là y chang luôn. Cái tem Crazy Pass nó dán lộn chỗ thì phải. Mở hộp thôi nào. Ấy chà, con hàng 15 năm trước. À không, 10 năm trước chứ. Tới bây giờ mới mở hộp new siêu như thế này. Đã. Mở từ từ thôi. Đó. Rồi lấy cái hũ ra. Đấy, ok luôn. Quy tính đây. Yu-Gi-Oh Storm Eagle được đóng gói trong một cái hũ nhựa tròn như thế này, trên và dưới. Đấy, ok luôn. Đây, mở ra. Ấy. Ở trên nó có một cái miếng nhựa cố định. Cái vỉ này nó hơi ngã chút thì phải. Thôi kệ cho qua. Rồi, mở con nhân vật chính ra. Storm Eagle. Đẹp, tuyệt vời. Ây cha, Âu đây làm hơi sơ sài quá. Thôi kệ, chấp nhận được. Rồi, tiếp theo bên trong sẽ ra kèm cái gì đây? Mở cái miếng nó ra. Rồi. Wow. Một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Một catalog và trip book được in bằng tiếng Anh, và nó là phiên bản độc quyền của Indo. Sau khi mở hộp Yu-Gi-Oh ra thì bên trong bao gồm một con Yu-Gi-Oh, cái catalog dành riêng cho thị trường Indonesia, thực chất là full chữ tiếng Anh nha các bạn, full chữ tiếng Anh không phải chữ Indo đâu. Một sách hướng dẫn sử dụng cách chơi, một cái catalog chính đây, còn cảnh chính Storm Eagle của chúng ta đây các bạn. Về chất liệu, hồi đó là nó bảo là nhựa cứng cao cấp, nhưng thật ra là các bạn nghe thấy rồi đó, ở trong nó rỗng lắm, nhựa nó rỗng, bên trong nó rỗng, cho nên là con này chơi hồi đó chơi khá là tốt, với lại là chống va đập tốt. Để xem bên trong nó như thế nào nhé. Sợi dây đi kèm mặc định của hãng là màu trắng hết nha các bạn. Hai bên này là
hai bên này là kiểu Yu-Yu 2A các bạn. Cái vòng này là dành cho 2A. Và Beerin chính đó chính là Spec Beerin. Nè. Beerin này cỡ CB hay CD gì á. Đó là Spec nha các bạn, Spec Beerin. Nè có shield. Nè, các bạn thấy vòng chữ C không? Bạn nãy ra là tháo cái shield ra là được rồi nha. Và đây là kỳ phùng địch thủ của phần 1 nha các bạn. Hồi đó coi ảo ma lắm. Và cho tới bây giờ mới có được bộ đôi này. Rất là đẹp ha. Và sau đây mình sẽ test con Yu-Yu Storm Eagle cho các bạn xem nhé. Let's go. 漫长路上感到孤独你或请你相信我抬头看看天空深深呼吸怀抱着信念白的云蓝的天风雨过后会出现不管分开多远共鸣心声在耳边白的云蓝的天梦想终于会实现。Sau khi test Yu-Yu Storm Eagle cho chúng ta thấy là cái mẫu Yu-Yu này chỉ chơi được một số trick căn bản thôi. Cái thứ hai là spec bearing của nó không giữ cố định được string cho nên là nó sẽ dở hơn rất nhiều. Con này chỉ là chơi để trưng bày sưu tầm là chính thôi, chứ chơi hiện tại thì thực sự nó sẽ không tốt bằng. Còn nếu bạn thực sự muốn chơi con này á thì phải sang phiên bản Storm Eagle X trong phiên bản Blaziken 6 2018. Bản live action này bạn chỉ cần kiếm trên tao bao là được ha. Ưu điểm thì với mức giá rẻ hợp lý chơi tạm ổn, nhược điểm thì chắc chắn là sẽ dở rồi và chỉ nó ngắn gọn thôi. Mình nghĩ là để trưng bày là tốt nhất hơn là để chơi, và mình cũng không có gì để chơi cả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu bạn cảm thấy hay cho mình xem một like và subscribe kênh của mình nhé. Nếu muốn có cái ý chỉnh sửa thì hãy để lại dưới comment để giúp mình nhé. Kỳ tới thì mình chưa biết sẽ review Yu-Yu gì, mong các bạn cần kiên nhẫn chờ đợi nhé. So.